Mới đây, camera người dân đã ghi lại màn truy đuổi của cảnh sát giao thông với một nam thanh niên không đeo khẩu trang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, nam thanh niên này không đeo khẩu trang. Khi bị yêu cầu dừng xe, liền lao xe vượt đi. Trên đường đi trốn, đối tượng này đã chạy xe vào một con ngõ cụt. Cảnh sát giao thông nhanh chóng bắt kịp và yêu cầu người này xuống làm việc. Dù vậy, ngay khi xuống xe, nam thanh niên này có hành động tháo khẩu trang. Chiến sĩ công an đã lùi ra xa, yêu cầu anh thực hiện quy định phòng chống dịch. Dù vậy, thanh niên tỏ ý không quan tâm, lo điện thoại ra gọi cho ai đó. Khi thấy chiến sĩ công an đứng ra xa, nhắc nhở đeo khẩu trang, thanh niên này thách thức. Anh sợ dịch hả? Anh sợ chết à? Thái độ thách thức cảnh sát giao thông, chống đối người thi hành công vụ, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của nam thanh niên này khiến nhiều người ngán ngẩm. Hy vọng rằng với những đối tượng này, cần có một biện pháp xử phạt mạnh tay hơn nữa.